Kinh Đại Vương Quảng Đại Tập Quyển 9 Phẩm 5 Bồ Tát Hải Tuệ Phần 2 Thiện Nam, nếu Bồ Tát muốn đạt tới mùi tịnh ấn, nên tu tập thanh tịnh Bồ Đề, đoạn tâm nhớ. Thiện Nam, nếu không thấy tánh của các pháp thanh tịnh, thì bị phiền não, khắc ái, ô nhiễm. Tất cả các pháp không thể tư duy, không tạo tác, không hành thanh tịnh vắng lặng, không bụi nhơ, không lỗi lầm, rốt ráo thanh tịnh như tánh giải thoát. Pháp giới không hư hoại, không phân biệt Phật tánh, pháp tánh không sai khác. Tất cả các pháp vốn không, vô tướng vô nguyện, như tánh giải thoát, bình đẳng không ngại. Tất cả các pháp cũng thế, quán sát như vậy là không nhơ. Thì Nam Bồ Tát vì chúng sinh giảng pháp không nhơ. Thì Nam Bồ Tát đạt tâm thanh tịnh là chứng tam muội tịnh ấn. Bồ Tát Hải Tuệ thưa Thế Tôn, nghĩa của tam muội ấy sâu xa, không thể nói, không thể thấy, không thể đếm, khó hiểu. Là pháp, đó là pháp thuộc trí tuệ lớn. Tất cả Bồ Tát đều bình đẳng, không nhơ uế, không chướng ngại, không nơi dừng, vi diệu, khó lãnh hội. Không thể dẫn dụ, tánh bền vững như kim cang, không sinh diệt, không hư hoại, không ràng buộc. Đó là ánh sáng xua tan đêm tối. Không thể nghĩ bàn, không nhơ uế, thanh tịnh, không tham, không tranh chấp. Tu tập từ bi, không giác quán, chẳng đến đi. Tất cả bình đẳng như hư không. Thế Tôn, quán pháp gì để đặt tâm mũi ấy? Phật nói, Thiện Nam, như chúng sinh muốn bay lên hư không, cần trang bị các vật. Đại Bồ Tát cũng thế, bốn đặc định phải tự trang nghiêm, bình đẳng trang nghiêm tất cả pháp. Vì sao? Vì pháp thế gian, từ nhân thành quả. Thiện Nam, tức là hạt giống của tất cả pháp hữu vi. Tâm mũi này không có hạt giống. Vì sao? Vì tâm mũi này vượt ngoài sự thấy biết của nhãn thức, ý thức. Không phải tạo tác, không phải sắc thọ tưởng hành thức, tất cả pháp đều bình đẳng, đó là Phật Đà vô thượng. Thiện Nam, không phải tướng khác nên là sinh tử, không phải tướng khác nên là niết bàn. Thiện Nam, tùy tướng sinh tử tức niết, tức tướng niết bàn. Vì sao? Vì tánh của tất cả pháp vốn tịnh, tánh căn bản là không tánh, không tánh là không là tánh. Không tánh là không tánh tướng. Không tánh tướng là không tạo tác, không tạo tác, nên tánh pháp không văn tự. Không văn tự là như trước, giữa, sau cũng thế, gọi là ba đời. Ba đời là không, không là không tạo tác, không tạo tác. Nào có người tạo tác, vì thế không tạo tác là không. Nếu không tạo tác, không người tạo tác thì không pháp. Không pháp thì không cầu, không nguyện. Không nguyện cầu thì không có nghiệp thân khẩu ý. Không nghiệp thân khẩu ý là không ngại. Không ngại là không sinh. Không sinh là không diệt. Không trụ. Không trụ là tướng vô di. Tướng vô di là không trụ. Không trụ là không nghiệp. Ý không trụ, sắc ý không trụ, hành. Ý không trụ bốn nơi là không trụ. Không trụ thì không ngã mạn. Không ngã mạn thì không tăng trưởng. Không tăng trưởng thì không nhân. Không nhân thì không giác quán. Không giác quán là im lặng. Thì Nam, nghĩa của các pháp sâu xa, nếu tin sẽ đạt giải thoát, đoạn trừ phiền não, chướng hoặc gọi trì tất cả tạng pháp của chư Phật quá khứ, vị lai hiện tại. Vị ấy là Đại Quyền Thuyền Sư, Đạo Sư, Thương Chủ, Pháp Sư, Thầy Thuốc Giỏi, cúng dường chư Phật ba đời là đệ tử Phật, không nghiệp ma, diệt quân ma. Không lâu sẽ đạt tam muội tịnh ấn, trang nghiêm tiền lớn, vớt chúng sinh qua biển sinh tử. Thế Tôn, làm sao Bồ Tát diệt được quân ma? Phật nói, Bồ Tát không cầu các pháp là diệt được quân ma, không tìm nhân duyên của các cảnh giới. Thì Nam, có bốn loại ma, ấm, phiền não, chết trời. Thì Nam, quán các pháp là tướng huyễn sẽ diệt được ấm ma. Thế các pháp là không sẽ đoạn trừ phiền não ma. Thế các pháp không sinh diệt là diệt tử ma. Trừ kiêu mạn là diệt thiên ma. Lại nói, Thiện Nam, biết khổ là đoạn ấm ma. Trừ tập là diệt phiền não ma. Chứng diệt là hủy hoại tử ma. Tu đạo là đoạn thiên ma. Lại nữa, Thiện Nam, thấy tất cả pháp hữu vi là khổ sẽ đoạn ấm ma. Thấy tất cả pháp chân thật, vô thường là đoạn phiền não ma.
thấy các pháp chân thật vô não là đoạn tử ma, thấy các pháp tịch tỉnh niết bàn là đoạn ti ma. Thì Nam Bồ Tát không tham thân. Khi bố thí thân hồi hướng Bồ Đề là đoạn ấm ma. Khi bố thí trừ tâm tham là đoạn phiền não ma. Quán tập vật đời vô thường là đoạn tử ma. Tu từ bi bố thí là vì chúng sinh sẽ đoạn trừ tiên ma. Lại nữa, thì Nam Bồ Tát giữ giới không vì chấp kiến là đoạn ấm ma, không vì tham là đoạn phiền não ma, xa lìa tội lỗi sanh tử là đoạn tử ma, giúp kẻ hủy giới, giữ gìn tình giới là đoạn thiên ma. Lại nữa, thì Nam Bồ Tát không thấy mình nhẫn, tu nhẫn là đoạn ấm ma, không thấy chúng sinh tu nhẫn là đoạn phiền não ma, không thấy sống chết là đoạn tử ma, không thấy Bồ Đề là hủy hoại thiên ma. Lại nữa, thì Nam Bồ Tát siêng năng tu tập, thân tịch tỉnh là đoạn ấm ma, tâm tịch tỉnh là đoạn phiền não ma, quán pháp không sinh là đoạn tử ma, địa vực chúng sinh chuyển sinh tử là đoạn ti ma. Lại nữa, thì Nam Bồ Tát tu tập thiền định không vì tâm ấm là đoạn ấm ma, không chấp giới xứ là đoạn phiền não ma, không chấp nhập xứ là đoạn tử ma, hồi hướng tất cả căn lành lên pháp Bồ Đề là đoạn ti ma. Lại nữa, thì Nam Bồ Tát biết phương tiện ấm là đoạn ấm ma, biết phương tiện giới là đoạn phiền não ma, biết phương tiện nhập là đoạn tử ma, hồi hướng tất cả phương tiện lên Bồ Đề là đoạn tiên ma. Là nữa, thì Nam Bồ Tát quán tất cả pháp đều là tướng không là trừ ấm ma, quán tất cả pháp là vô tướng là đoạn phiền não ma, quán tất cả pháp vô nguyện là trừ tử ma. Hồi hướng ba pháp quán đó lên Bồ Đề là trừ tiên ma. Lại nữa, thì Nam Bồ Tát quán thân, thân xứ không giác, không chấp là trừ ấm ma, quán thọ, thọ xứ không giác, không chấp là trừ phiền não ma, quán tâm, tâm xứ không giác, không chấp là đoạn thiên ma, quán như thế, không mất tâm Bồ Đề là trừ bốn ma. Thì Nam, nếu chấp ngã là sẽ thêm việc ma, Bồ Tát biết có ngã, không ngã, nếu pháp không phải có ngã, không phải không ngã, thì không có pháp thêm bớt, tất cả chúng sinh bị vô minh che lấp, nên Bồ Tát trang nghiêm đại thừa vô thượng, không vì ngã. Sau đó Bồ Tát tư duy, ai trang nghiêm, pháp kiên cố, không hư hoại. Ta trang nghiêm, ta cũng không hư hoại, chúng sinh thọ mạng, sĩ phu cũng trang nghiêm, để trừ chấp ngã. Chúng sinh thọ mạng, sĩ phu của chúng sinh. Chúng sinh điên đảo thấy năm ấm là thường lạc ngã tịnh, ta nên giảng về vô thường, khổ không, vô ngã, để chúng sinh đạt trí chân thật. Nếu không nguyện cầu thì không chấp, không chấp thì không hư dối, nếu không hư dối sẽ đạt trí chân thật, biết quá khứ vị lai hiện tại, không chấp ba đời. Vì sao? Vì quá khứ đã qua, vị lai chưa đến, hiện tại không dừng, không chấp ba đời là không điên đảo, là hành Bồ Tát, biết rõ hành của tất cả chúng sinh, giảng rõ nghiệp quả, hiểu hành của tham sân si, biết chúng sinh ham nơi tham dục, trang nghiêm nơi sân, hành nơi sân hận, trang nghiêm nơi tham, hành nơi ngu si, trang nghiêm nơi tham, hành nơi tham dục, trang nghiêm nơi si, hành nơi sân, trang nghiêm si, hành nơi si, trang nghiêm nơi sân. Thì Nam, chúng sinh tham sắc khởi sân vì tiếng, chúng sinh tham tiếng, giận dữ với sắc, chúng sinh tham hương khởi sân vì vị, chúng sinh tham vị, giận vì hương, chúng sinh tham xúc, sân giận vì pháp, chúng sinh tham pháp, sân giận vì xúc, chúng sinh ít tham nhiều sân. Chúng sinh nhiều tham ít sân, chúng sinh ít tham nhiều si, ít si nhiều tham, ít si nhiều sân, ít sân nhiều si. Có chúng sinh bị sắc điều khiển, không phải bị thanh hương vị xúc pháp. Có chúng sinh bị thanh điều khiển, không phải bị sắc hương vị xúc pháp. Có kẻ bị hương điều khiển, không phải bị sắc thanh vị xúc pháp. Có kẻ bị vị điều khiển, không phải bị sắc thanh hương xúc pháp. Có chúng sinh bị xúc điều khiển, không phải bị sắc thanh hương vị pháp. Có chúng sinh bị pháp điều khiển, không phải bị sắc thanh hương vị xúc. Có chúng sinh tâm tịch tỉnh nên được điều phục, không phải thân tịch tỉnh được điều phục. Có chúng sinh thân tịch tỉnh nên được điều phục, không phải tâm. Có chúng sinh nghe pháp vô thường nên được điều phục, không phải nhờ nghe khổ bất tịnh vô ngã. Có chúng sinh nhờ nghe khổ nên được điều phục, không phải nhờ nghe vô thường bất tịnh vô ngã. Có chúng sinh nhờ nghe dễ bất tịnh nên được điều phục, không phải nhờ nghe dễ vô thường, khổ vô ngã. Có chúng sinh nhờ nghe dễ vô ngã nên được điều phục, không phải nhờ nghe vô thường, khổ
bất tịnh. Có chúng sinh nhờ thần thông của thân mà được điều phục, không phải do tha tâm trí. Có chúng sinh nhờ tha tâm trí mà được điều phục, không phải do thần thông. Thì nam, có chúng sinh siêng năng tu tập lại sớm được giải thoát. Chúng sinh ít siêng năng tu tập lại sớm được giải thoát. Có chúng sinh siêng năng tu tập lại sớm giải thoát. Có siêng năng ít siêng năng lại chậm giải thoát. Có kẻ nhờ nhân mà giải thoát, không phải nhờ duyên. Có kẻ nhờ duyên mà giải thoát, không phải nhờ nhân. Có kẻ nhờ chân duyên giải thoát, có kẻ không phải nhờ nhân duyên lại được giải thoát. Có chúng sinh quán pháp bên trong được giải thoát, không phải nhờ quán pháp bên ngoài. Có chúng sinh nhờ quán pháp bên ngoài được giải thoát, không phải nhờ quán pháp bên trong. Có kẻ quán cả trong ngoài được giải thoát, có kẻ không quán trong ngoài lại được giải thoát. Có chúng sinh nhờ vui mà được giải thoát, không phải do khổ. Có chúng sinh nhờ khổ mà được giải thoát, không phải do vui. Có kẻ nhờ khổ vui được giải thoát, có kẻ không do khổ vui lại được giải thoát. Có chúng sinh nhờ được khen mà giải thoát, không phải do bị chê trách. Có chúng sinh nhờ bị chê trách mà được giải thoát, không phải do được khen. Có kẻ nhờ khen chê mà giải thoát, có kẻ không do khen chê. Có chúng sinh do nghịch pháp mà được giải thoát, có chúng sinh nhờ thuận pháp mà được giải thoát. Có kẻ nhờ cả thuận nghịch mà được giải thoát, kẻ không do thuận nghịch. Có chúng sinh nghe giảng sơ lược lại được điều phục, có chúng sinh nhờ được nghe giảng sâu rộng mà được điều phục. Kẻ nhờ nghe cả lược rộng mà được điều phục, kẻ không nhờ nghe rộng lược mà được điều phục. Có chúng sinh điều phục bằng bốn đế, có kẻ nhờ bốn niệm xứ được điều phục. Kẻ nhờ bốn chánh cần, bốn như ý, năm căn, năm lực, bảy giác phần, tám chánh đạo nên được điều phục. Thì nam, nghiệp của chúng sinh không thể nghĩ bàn, tâm của chúng sinh cũng không thể nghĩ bàn. Việc điều phục thâm nhập pháp môn cảnh giới của chúng sinh không thể nghĩ bàn. Đại Bồ Tát đạt trí không thể nghĩ bàn với biết được hành nghiệp không thể nghĩ bàn của chúng sinh. Thì nam như tấm lưới nhiều mắt. Có người dùng sức chú thuật phá rách tấm lưới ấy nên được ra khỏi. Tùy ý đi lại cũng thế, Bồ Tát vào trong chúng sinh, dùng sức trí của trí tuệ xé rách lưới phiền não, tùy ý tự tại. Tuy chưa thành tựu Bồ Đề giới thượng nhưng có thể hiểu được hành nghiệp của chúng sinh. Lúc ấy tôn giả Xá Lợi Phất bạch Phật: Thế Tôn, lúc mới phát tâm Bồ Đề giới thượng, Đại Bồ Tát nghe về hành nghiệp của chúng sinh mà không kinh sợ, thật là hy hữu. Phật nói: Xá Lợi Phất, ông nghĩ sao? Như sư tử con, tuy vừa chào đời nhưng nghe tiếng rống của sư tử nó có sợ không? Không, thưa Thế Tôn, Đại Bồ Tát vừa phát tâm Bồ Đề nghe nghiệp của chúng sinh cũng như vậy. Xá Lợi Phất, ông nghĩ sao? Thế của lửa tuy nhỏ nhưng có sợ củi khô to không? Không, thưa Thế Tôn, Đại Bồ Tát vừa phát tâm Bồ Đề vô thượng đạt lộ trí tuệ cũng thế. Xá Lợi Phất, Như Lai sẽ dẫn những ví dụ trái nghịch. Xá Lợi Phất, như lửa lớn và củi lớn tranh chấp trong 7 ngày. Lúc đó tất cả cây cỏ cành lá khô đều tập hợp về núi, về như núi Tu Di. Lâu ấy có một người bạn của lửa lớn nói: Vì sao ngươi không tự trang bị cho mình bằng cách cầu viện trợ quân? Củi thì đông, ngươi một mình làm sao chống nổi? Lửa đáp: Kẻ địch tuy nhiều nhưng chỉ một mình ta có thể đối đầu, không cần bạn. Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát cũng thế. Dù phiền não nhiều mạnh, trí lực của Bồ Tát vẫn tiêu diệt hết. Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát có hai uy lực, phiền não, trí tuệ. Nếu Bồ Tát không có phiền não thì không thể cùng sống với chúng sinh, không biết được việc làm của chúng sinh và như thế chỉ chứng quả của thanh văn chuyên giác. Vì thế Bồ Tát dùng sức phiền não đi lại các cõi mà không sợ, mà không kinh sợ. Đó là phương tiện của Bồ Tát. Xá Lợi Phất, như rắn độc con, không cần chúng bạn, Đại Bồ Tát vừa phát tâm cũng thế. Xá Lợi Phất, như ánh đom đóm thì có trăm ngàn vạn ức, vẫn không che được ánh sáng mặt trời, Đại Bồ Tát cũng thế. Vô số, vô lượng phiền não, vẫn không thể gây chướng ngại nơi ánh sáng trí tuệ của Bồ Tát. Xá Lợi Phất, như một viên thuốc A Di Đà có thể giải được độc mạnh, trí tuệ của Bồ Tát cũng thế. Một viên thuốc trí tuệ đã giải trừ được vô số độc phiền não. Xá Lợi Phất, như một trận mưa, tùy chất đất có vị sai khác, trí giải thoát của Đại Bồ Tát cũng thế.
tuy căn tánh của chúng sinh nên có vô số sai khác. Xá Lợi Phất, như dưới cây diêm phù có đất bùn vàng, trong đó có các loại báu vật. Trong đất tâm của Đại Bồ Tát vừa phát tâm Bồ Đề cũng thế, có đủ bảo vật thanh văn duyên giác. Xá Lợi Phất, tất cả các vua nhỏ đều thuộc quyền cai trị của Chúa Luân Thánh Dương. Tất cả hàng trời người cũng thế, đều về nương tựa nơi Bồ Tát mới phát tâm Bồ Đề. Xá Lợi Phất, như kẻ phước mỏng có gặp được mưa báu, nếu không trồng căn lành nơi Phật thì không thể phát tâm Bồ Đề. Xá Lợi Phất, nếu không có cây mía làm sao có các loại đường, nếu không tâm Bồ Đề làm sao có các vị tam bảo. Xá Lợi Phất, như Y Vương Kỳ Bà thường nói, tất cả mọi thứ trong thiên hạ đều là thuốc. Dưới mắt của Bồ Tát cũng thế, tất cả pháp đều là Bồ Đề. Xá Lợi Phất, như Atula Vương dốc hết sức lực vẫn không thể cản trở vòng quay của mặt trời mặt trăng. Tất cả chúng sinh cũng thế, dùng hết sức lực vẫn không cản trở việc tu đạo Bồ Đề của Bồ Tát. Xá Lợi Phất, như cung điện nhà cửa của cõi sắc trong hư không, Đại Bồ Tát siêng tu Bồ Đề cũng ở trong pháp không. Xá Lợi Phất, như hư không chiếu nạp vạn vật nhưng không thêm bớt, chú lượng pháp Phật cũng thế, tuy có Bồ Tát phát tâm cầu học nhưng pháp Phật vẫn không tăng giảm. Xá Lợi Phất, như có người mặc tình đi lại trong hư không mà hư không vẫn không thêm bớt, cùng thế Bồ Tát an trụ nơi xuất tinh sống trong trí Phật nhưng trí Phật vẫn không tăng giảm. Xá Lợi Phất, như người thợ gốm làm đồ gốm chưa làm xong thì không thể gọi là đồ gốm. Pháp lành của Bồ Tát cũng thế, chưa phát tâm thì không được gọi là pháp lành. Xá Lợi Phất, như người đã gặp chuyện Luân Thánh Dương thì không cần gặp các vua nhỏ. Cũng thế, Bồ Tát đã phát tâm Bồ Đề, không cần phát tâm thanh văn chuyên giác. Xá Lợi Phất, các nơi khác không có báu vật, báu vật có trong biển. Xá Lợi Phất, trong báu thanh văn không có tam bảo, tam bảo có trong báu Bồ Tát. Xá Lợi Phất, như thái tử không được gọi là vua, nhưng không phải không là vua. Bồ Tát cũng thế, không là Phật, nhưng không phải không là Phật. Xá Lợi Phất, như báu nhỏ không được xem là thường. Vì sao? Vì báu nhỏ đó có thể mang lại nhiều ích lợi. Cũng thế, Bồ Tát tuy vừa phát tâm, vẫn không được xem thường. Xá Lợi Phất, ta đã dẫn dụ về các đại Bồ Tát như thế, Bồ Tát nào được nghe sẽ luôn an lạc. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ, nếu muốn chứng đạt đạo quả Phật, còn nên trừ diệt tâm nghi ngờ, xin ăn tu tập lòng tin lớn là sẽ thành tựu pháp Bồ Đề. Nếu ai tu tập định tịnh ấn, giảng dạy các pháp đều như mộng, trải vô số kiếp thanh tịnh tâm là sẽ chứng đạt đạo chánh giác. Đức Phật thành tựu đạo Bồ Đề, không do thân nghiệp khẩu ý nghiệp, thật tánh vô di cũng như thế. Vì vậy không thể dẫn dụ được, Phật đạo không thấy, không so sánh, không thuộc nhãn thức tựa hư không, không phải căn tánh của vọng tình, cũng không là cảnh của các căn, không là ấm, tướng hay nhập giới, không là tâm, ý, thọ, tưởng thức, không là cảnh giới của trí biết. Vì thế cảnh Phật không thể biết, đã biết của Phật khó suy bàn, vô lượng vô biên không chướng ngại, không chữ, không tiếng, không thể nói, không ai biết được cảnh giới Phật. Nếu có chúng sinh vô số kiếp gần gũi bạn lành nghe chánh pháp, nhờ thế thành tựu phước đức lớn, an hưởng pháp lạc như chư Phật, tất cả quân ma không hại được, điều phục các căn sống an lạc, đủ mọi phương tiện diệt bốn ma, an trụ đúng pháp vào cõi Phật. Nếu ai thực hành đạo Bồ Đề, sẽ thành chánh giác dạy cho người, đưa chúng sinh qua biển sinh tử, rồi diệt hết thảy mọi tà chấp, thành tựu vô số tướng đại nhân, đầy đủ mười lực bốn vô ý, biết rõ phiền não của chúng sinh, các đức tất cả đường sanh tử. Bồ Tát siêng năng thực hành pháp, diệt trừ hết thảy các phiền não, như lửa thiêu đốt cây cỏ khô, tâm Bồ Đề diệt lửa phiền não. Bây giờ Thế Tôn lại nói với Bồ Tát Hải Tuệ, Thiện Nam, Đại Bồ Tát siêng năng tu tập, giải đạt Bồ Đề cho thượng. Ai siêng năng tu tập là có Bồ Đề, ai siêng tu sẽ đầy đủ bố thí ba la mật, giới ba la mật, nhẫn ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền ba la mật, trí tuệ ba la mật, tự lợi lợi tha. Thì Nam, vô số kiếp trong thời quá khứ, có Đức Phật hiệu cần tinh tấn, là Đấng Như Lai ứng cúng thiên biến tri,
minh hạnh tốt thiện thể thế gian giải vô thường sĩ điều ngự trưởng vô thế nhân sư Phật Thế Tôn và Phật tên Thiện Kiến kiếp tên Hoa Tụ. Thời đó cả cõi ngập nước, trong nước có 84.000 hoa sen vi diệu, mỗi hoa lớn bằng 10 chớ tuần, vô số ánh sáng vàng thơm hương thơm diệu. Chư thiên cõi Akanitra thấy thế vui mừng nói: nơi cõi ấy có vô số hoa sen, sẽ có vô số Phật ra đời, vì thế kiếp tên là Hoa Tụ. Lúc ấy cõi nước Thiện Kiến lặng như tờ, nhờ vắng lặng nên các Bồ Tát trong các cõi thích quán sát, nhờ sức quán sát các Bồ Tát đều đạt tam muội thiện là thiện hành. Vì vậy ở cõi đó tên là Thiện Kiến. Cõi đó nhiều cây cối, lầu cát, cung điện bảy báu, chúng sinh an lạc như cõi trời đâu xuất, thức ăn đầy đủ, chúng dễ thành tựu thần thông, không có người nữ, tất cả đều là hóa sinh, không có hai thừa, chỉ có đại thừa. Đức Phật cần tinh tấn, có 36.000 Bồ Tát xuất gia đều đạt tâm không thoái chuyển. Đức Thế Tôn thường giảng về hạnh tinh tấn. Bây giờ có một Bồ Tát tên Kiên Cố Trang Nghiêm rời chỗ ngồi đến lại Phật, quỳ gối chắp tay thưa Thế Tôn: Bồ Tát tu hành tinh tấn như thế nào? Phật nói: Thiện Nam, hành tinh tấn có 4. Phát tâm, tạo tâm, quán tâm, an trụ đúng pháp. 4 pháp đó tức gồm đủ nhân duyên của pháp Phật. Vì sao Thiện Nam, phát tâm là tạo nhân pháp lành, tạo tâm là nuôi lớn nhân đó, quán tâm là đem lợi ích cho chúng sinh, an trụ đúng pháp là nhân nhập pháp Phật. Phát tâm là cầu nghe chánh pháp, tạo tâm là thuyết giảng pháp đã nghe, quán tâm là tư duy nghĩa lý, an trụ đúng pháp là sống như lời dạy, phát tâm là điều phục tâm kiêu kiệt, tạo tâm là bố thí tất cả, quán tâm là hồi hướng bồ đề, an trụ đúng pháp là không cầu quả báo, phát tâm là tìm người thọ nhận, tạo tâm là khởi tâm thương yêu đối với người cầu sinh, quán tâm là quán của cải là vô thường, an trụ đúng pháp là không cầu quả báo. Phát tâm là cầu tiền của như pháp. Tạo tâm là nuôi sống thanh tịnh. Quán tâm là không tham của, thích tu pháp. An trụ đúng pháp là bố thí tất cả nhưng không kiêu mạn. Phát tâm là liều bỏ giới ác. Tạo tâm là chuyên tâm giữ tịnh giới. Quán tâm là tâm chuyên điều phục kẻ hủy giới. An trụ đúng pháp là không kiêu mạn, giữ gìn tịnh giới. Phát tâm là thanh tịnh khẩu nghiệp, tạo tâm là thanh tịnh thân nghiệp, quán tâm là thanh tịnh ý nghiệp, an trụ đúng pháp là tu tập pháp lành. Phát tâm là đoạn sân, tạo tâm là tu nhẫn, quán tâm là bảo vệ mình người, an trụ đúng pháp là không kiêu mạn, dù đã tu nhẫn. Phát tâm là luôn thích giáo hóa chúng sinh, tà kiến, tạo tâm là trừ tâm sân hận của chúng sinh. Quán tâm là không thấy trong ngoài, an trụ đúng pháp là trừ bỏ tất cả phiền não kết xử. Phát tâm là không lười biếng, tạo tâm là siêng năng tu tập, quán tâm là điều phục chúng sinh lười biếng, an trụ đúng pháp là quán chúng sinh khiến chúng siêng tu. Phát tâm là tu thiền, tạo tâm là làm xong mọi việc, quán tâm là không cầu từ khác, an trụ đúng pháp là không mất tâm bồ đề vô thượng. Phát tâm là trang nghiêm thiền định, tạo tâm là trang nghiêm tâm muội, quán tâm là không ngã mạn, an trụ đúng pháp là trừ tâm ác của chúng sinh. Phát tâm là trang nghiêm tâm niệm, tạo tâm là trang nghiêm các cõi, quán tâm là ý kiên cố, an trụ đúng pháp là mạnh mẽ không khiếp sợ. Phát tâm là nhân đúng pháp, tạo tâm là phương tiện, quán tâm là cửa, an trụ đúng pháp là giải thoát. Phát tâm là tìm văn tự, tạo tâm là tọa trì văn tự, quán tâm là biết văn tự không thể nói, an trụ đúng pháp là không chấp nơi văn tự. Phát tâm là xa lánh bạn xấu, tạo tâm là gần gũi bạn lành, quán tâm là chuyên lòng nghe pháp từ bạn, an trụ đúng pháp là hiểu đúng nghĩa. Phát tâm là từ bỏ gia đình, tạo tâm là không phân biệt quán thân, quán tâm là cầu pháp lành, an trụ đúng pháp là không theo ý người. Phát tâm là ít muốn, tạo tâm là biết đủ, quán tâm là dễ bằng lòng, dễ nuôi dạy, an trụ đúng pháp là biết thời cơ. Phát tâm là học đúng giới, tạo tâm là giữ gìn giới, quán tâm là học giới theo tâm, an trụ đúng pháp là học giới bằng trí. Phát tâm là bố thí về trì giới ba la mật,
tạo tâm là nhẫn và tinh tấn ba la mật, quán tâm là thiền và bát nhã ba la mật, an trụ đúng pháp là trí và phương tiện ba la mật, phát tâm là bố thí, tạo tâm là lời nói nhẹ nhàng, quán tâm là lợi ta, an trụ đúng pháp là cùng làm, phát tâm là đại từ, tạo tâm là đại bi, quán tâm là đại hỷ, an trụ đúng pháp là đại xả, phát tâm là hồi trì chánh pháp, tạo tâm là thanh tịnh ruộng phước, quán tâm là trang nghiêm tướng tốt, an trụ đúng pháp là điều phục chúng sinh, phát tâm là thật biết ấm ma, tạo tâm là trừ ma phiền não, quán tâm là đoạn tử ma, an trụ đúng pháp là pháp niệm xứ. Phát tâm là biết khổ, tạo tâm là trừ tập, quán tâm là chứng diệt, an trụ đúng pháp là tu đạo, phát tâm là tính căn, tạo tâm là tấn căn, quán tâm là niệm căn, an trụ đúng pháp là tuệ căn, phát tâm là bảy giác phần, tạo tâm là tánh chánh đạo, quán tâm là samatha, an trụ đúng pháp là tỳ bà sa na. Thì nam, tất cả hành đều là pháp, tu tất cả pháp là hành, là tạo, thanh tịnh tâm là quán, biết tất cả nghiệp là an trụ đúng pháp. Thì nam, đức cần tinh tấn là có, là nói với Bồ Tát kiên cố trang nghiêm. Thì nam, siêng năng là tịch tỉnh tâm, tâm tịch tỉnh là tinh tấn, trừ thân kiến, biết ý thân, đoạn ngã và ngã sở hữu và sở hữu ngã, chặt đứt mọi sự ràng buộc, trừ hết phiền não chướng, phá tan mọi chướng ngại, mọi trở ngại, trừ mười kiếu hạn, đoạn tham sân, xa lìa vô minh, hữu ái, không buông lung. Tu pháp lành, tâm tịch tỉnh, trường nghi, không phân biệt ba đời, quán pháp giới không dao động, không còn lậu hoặc, không não hại, không hối hận, không mong cầu, không tạo tác, không thêm bớt, không trên dưới, không lấy bỏ, không trói mở, không đến đi, không sinh diệt, không phóng túng và không phóng túng, không tạo tác và người tạo tác, không đen tối ngu muội, không phải thấy, không phải không thấy là tinh tấn. Thì nam, đúng Đức Phật dạy nói pháp tinh tấn này, có vô số Bồ Tát đạt nhẫn vô sinh. Thì nam, ở hội này 5.000 Bồ Tát cũng đạt nhẫn vô sinh, 7.000 trời người phát tâm Bồ Đề vô thượng. Thì nam, nghe pháp xong, Bồ Tát kiên cố trang nghiêm đạt vô số pháp, xin năng tu tập đạt nhẫn bậc thấp. Vì cầu pháp, Bồ Tát không nằm, ngồi nghỉ, ngơi, cho đến khi bỏ thân này, sau đó được sinh vào cõi phạm thế, thọ thân phạm thiên, suốt vô lượng kiếp cúng dường Phật nghe chánh pháp. Bồ Tát đã cúng dường 84.000 Đức Phật, luôn nghe pháp, siêng năng tu tập. Thì nam, ông biết không, Bồ Tát kiên cố trang nghiêm thời đó chính là ta đây. Thì nam, từ lâu ta đã hành trì trọn vẹn pháp tinh tấn, thành tựu chánh giác trước các Bồ Tát Di Lặc. Vì thế ta nói, ai tinh tấn là đạt Bồ Đề. Thì nam, siêng năng tu tập mà còn khó đạt Bồ Đề, vô thượng, huống gì là lười biếng. Bồ Tát nào siêng năng sẽ tự loại và loại ta. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ, ta nhớ quá khứ vô số kiếp. Trong kiếp hóa tụ Phật tinh tấn, thế giới thiện kiến toàn ngập nước. Nở ra 84.000 hoa, nước ấy như cõi trời đau xuất. Thức ăn dồi dào không người nữ, không có cha mẹ tự hóa sinh, không có nhị thừa chỉ một thừa. Bồ Tát ở các cõi mười phương, thấy cõi thiện kiến được an lạc, 32.000 vị xuất gia, vô lượng trần người phát Bồ Đề. Khi ấy Phật khen hạnh tinh tấn là để dạy Bồ Tát kiên cố. Nếu ai phát tâm tu pháp lành, chánh tâm tư duy an trụ pháp, lúc đó Thế Tôn vì ta đây phân biệt giảng thuyết về bốn cú, phát tâm Bồ Đề hành đúng pháp, suy xét đặc nhẫn an trụ pháp. Người cầu chánh pháp là phát tâm, thuyết giảng đúng pháp là tạo tâm, hiểu biết thật nghĩa tư duy kỹ, tu tập nhẫn nhục an trụ pháp, siêng năng bố thí là phát tâm, tìm kiếm người nhận là tạo tâm, thấy rõ vô thường kéo quan sát, không quán hai tướng an trụ pháp, cần cầu tài đúng pháp là phát tâm, nuôi sống thanh tịnh là tạo tâm, rồi bỏ keo kiết khéo quan sát, không tâm kiêu mạn an trụ pháp, đoàn trừ giới ác là phát tâm, không để khuyết giới là tạo tâm, để phục phá giới khéo tư duy, giữ giới không mạn an trụ pháp, trừ bỏ ác khẩu là phát tâm, giữ thân tịch tỉnh là tạo tâm, giữ tâm vắng lặng khéo tư duy, các pháp vốn tịnh an trụ pháp,
Diệt trừ tâm hại là phát tâm, tu tập nhẫn nhục là tạo tâm, bảo vệ mình người khéo tư duy, nhẫn không kiêu mạn an trụ pháp. Chỉ dạy kẻ giận là phát tâm, xa lánh người ác là tạo tâm. Trong ngoài vắng lặng khéo tư duy, không chấp ngã là an trụ pháp. Rồi bỏ lười biếng là phát tâm, siêng năng tu tập là tạo tâm. Hiểu biết chân thật khéo tư duy, tu tập chánh đạo an trụ pháp. Vừa cầu pháp lành là phát tâm, cầu được trọn vẹn là tạo tâm. Chuyên tâm thọ trì khéo tư duy, không mất chánh pháp an trụ pháp. Cầu học thiền định là phát tâm, tu tập tam muội là tạo tâm, không có kiêu mạn khéo tư duy, không còn tội lỗi an trụ pháp. Tâm nghị trí tuệ là phát tâm, chứng đạt pháp môn là tạo tâm, ủng hộ chánh pháp khéo tư duy, dùng mạnh siêng năng an trụ pháp. Chánh niệm nhân duyên sơ phát tâm, tu tập phương tiện là tạo tâm, quán pháp bên trong khéo tư duy, thành tựu giải thoát an trụ pháp. Tìm cầu dân tự sơ phát tâm, thông đạt tỏ ngộ là tạo tâm, biết không thể nói khéo tư duy, không có phân tự an trụ pháp. Xa lánh bạn ác sơ phát tâm, con gối bạn lành là tạo tâm, nghe học chánh pháp khéo tư duy, không sợ bỏ pháp an trụ pháp. Xuất gia học Phật sơ phát tâm, trừ chấp oán thân là tạo tâm, tu tập pháp lành khéo tư duy, không theo ý người an trụ pháp. Ít muốn phát tâm, biết đủ tạo, thích nơi vắng lặng khéo tư duy, an trụ tịch tỉnh dậy không chấp, siêng năng tu tập an trụ pháp. Còn học giới tướng là phát tâm, không để thiếu giới là tạo tâm, giới mà không giới khéo tư duy, học giới bằng trí an trụ pháp. Không nói việc đời sơ phát tâm, thích nơi vắng lặng là tạo tâm, bằng lòng dễ sống khéo tư duy, quan sát vô thường an trụ pháp. Thích tu thí giới sơ phát tâm, nhỏ nhục tinh tấn là tạo tâm, thiền định trí tuệ khéo tư duy, tu trí phương tiện an trụ pháp, thực hành bố thí sơ phát tâm, nói lời êm dịu là tạo tâm, lợi ích chúng sinh khéo tư duy, tự lời lời tha an trụ pháp, tu tập từ bi là phát tâm, không chấp ba đời khéo tư duy. Vì mọi chúng sinh tịnh thân tâm, tu tập hỷ xả an trụ pháp, thành tựu chánh pháp sơ phát tâm, thanh tịnh ruộng phước là tạo tâm, trang nghiêm tự thân khéo tư duy, điều phục chúng sinh an trụ pháp. Rồi diệt ma ấm sơ phát tâm, bỏ ma phiền não là tạo tâm, diệt hết tử ma khéo tư duy, đẩy lùi thiên ma an trụ pháp. Tu tập thân niệm sơ phát tâm, thực hành thọ niệm là tạo tâm, tiếp thu tâm niệm khéo tư duy, tu pháp niệm sứ an trụ pháp. Thật biết về khổ sơ phát tâm, trừ hết tập đế là tạo tâm, chấn đạt diệt đế khéo tư duy, tu tập chánh đạo an trụ pháp. Tu tập tánh căn sơ phát tâm, thực hành các lực là tạo tác, tu tha muội niệm khéo tư duy, tiến tu trí tuệ an trụ pháp. Thân tâm thanh tịnh sơ phát tâm, trừ bỏ tà kiến là tạo tác, quán sát danh sắc khéo tư duy, siêng năng không hối an trụ pháp. Không ngã ngã sở sơ phát tâm, không buộc không mở là tạo tác, không đến không đi khéo tư duy, pháp tánh không động an trụ pháp. Sơ lìa kiêu mạn mới phát tâm, trừ bỏ tham sân là tạo tác, quán 12 duyên khéo tư duy. Đoạn si hữu ái an trụ pháp, đoạn trừ tất cả các hình tướng, diệt sạch hết thảy mọi chướng ngại, đầy đủ 10 lực bốn chú ý, thuyết giảng công đức của tinh tấn. Do la dạy pháp tinh tấn này, 10.000 chúng sinh ngộ vô sinh, 5.000 Bồ Tát đạt pháp nhẫn, vô số trời người phát Bồ Đề. Kiên cố trang nghiêm chính là ta, siêng năng vượt hơn các Bồ Tát. Nếu ai muốn đạt đạo vô thượng, nên tu tinh tấn như chư Phật. Lúc ấy Phạm Thiên Tu Bi nói với Bồ Tát Hải Tuệ, pháp Phật là gì? Phạm Thiên, pháp Phật là nhất thiết pháp. Nhất thiết pháp là pháp Phật. Tánh của pháp Phật là tánh của tất cả pháp. Tánh của tất cả pháp là tánh của pháp Phật. Tánh của pháp Phật và tánh của tất cả pháp không sai khác. Tất cả pháp vắng lặng, pháp Phật cũng vắng lặng. Tất cả pháp là không, pháp Phật cũng không. Phạm Thiên, tất cả pháp chính là 12 nhân duyên, Bồ Đề cũng là 12 nhân duyên. Phạm Thiên hỏi, Tỳ Nam, pháp Phật chẳng qua là pháp của ba cõi. Phạm Thiên, tánh của pháp Phật và ba cõi không sai khác. Ba cõi bình đẳng, pháp Phật cũng bình đẳng, không có hai tướng.
thì nam ví như hư không, không thêm bớt. Pháp Phật cũng thế, tánh không thêm bớt là không, không cao thấp. Phạm thiên ai muốn thấy Pháp Phật nên quá như thế. Là nữa phạm thiên, Pháp Phật không phải là xứ, phi xứ, sinh, diệt, xanh, vàng, đỏ, trắng, hoa văn, lưu ly, rỗng lặng, màu sắc, tạp sắc, không sắc, vuông tròn, dài ngắn, không hình, không tướng, không tướng tướng, không buộc mở. Đó là Pháp Phật. Không tướng, không câu, không văn tự, thanh tịnh, vắng lặng, không, không tướng, không tụ, không xuất, giác biết, không thể nói, không thể quán, không thể thấy là tịch tỉnh. Tịch tỉnh là không, không là không tụ là chân thật là không xuất là không diệt là không xứ, không xứ là tánh pháp là pháp Phật, đó là pháp học, pháp thanh văn, pháp duyên giác, pháp Phật. Pháp Phật và các pháp khác không nơi dụng, không sinh diệt, không hình sắc, vuông tròn, dài ngắn, không trí, không tối sáng, tất cả các pháp không sai khác. Câu Pháp Phật là Phật Pháp, Phật và tất cả pháp. Đại Bồ Tát an tọa nơi của Bồ Đề, nơi có thể thấy biết chân thật. Vì sao? Và chính pháp của Phật không nơi dừng, tất cả các pháp cũng không nơi dừng, pháp Phật không thể chứng đạt, tất cả pháp cũng không thể chứng đạt. Pháp Phật bình đẳng, tất cả pháp cũng bình đẳng. Nếu không có nhân duyên thì không có chủng tánh. Không chủng tánh là không sinh diệt là chân thật. Trí chân thật là tánh chân thật. Các pháp quá khứ vì là hiện tại là pháp Phật. Vì sao? Vì hiểu ba đời không chướng ngại. Không chướng ngại là trí Phật là 18 pháp bất cộng. Pháp bất cộng là gồm thâu tất cả pháp. Vì thế, các pháp là pháp Phật. Các pháp Phật không hai, không khác. Phạm thiên, pháp Phật không phải sắc, không thể thấy, làm sao ngươi hỏi là thấy rõ chưa? Tất cả các pháp đều không thể thấy, rõ ràng chính là pháp Phật, không có hai tướng. Phạm thiên hỏi, thì nam, vì sao Như Lai nói Phật thấy biết tất cả các pháp? Phạm thiên, nếu pháp Phật có hình tướng cố định thì mới có thể nói là thấy biết. Thì nam, pháp Phật là không sao? Phạm thiên, nếu pháp không cố định nữa thì không thể nói là có, là không. Nếu không thể nói là có, không, làm sao nói là thấy biết? Thì nam, Như Lai giảng pháp Phật ra sao? Phạm thiên, Như Lai nói, hư không, tánh hư không, không có tướng định, pháp Phật cũng thế. Thì nam, pháp Phật không thể nghĩ bàn. Bồ Tát lúc phát tâm Bồ Đề nghe pháp Phật như thế, không kinh sợ, không thể nghĩ bàn. Tánh của chánh giác cũng không kinh sợ. Tiết thân mạng sẽ kinh sợ, không tiết thân mạng không kinh sợ. Bị chướng ngại là kinh sợ, không bị không chướng ngại là không kinh sợ. Chấp ngã và sở hữu của ngã là kinh sợ, đoạn chấp ngã, sở hữu ngã thì không kinh sợ. Thì nam, Bồ Tát có sức mạnh gì mà nghe pháp Phật sâu xa lại không kinh sợ? Phạm thiên, có 8 lực giúp người nghe pháp sâu màu mà không kinh sợ. Tinh, bạn lành, nghe nhiều, căn lành, khéo tư duy, trừ kiêu mạn, đại từ bi, an trụ đúng pháp. Lúc đó Đức Phật khen Bồ Tát Hải Tuệ, hay thay, thiện nam có thể thuyết giảng về oai lực của Bồ Tát. Đúng như ông nói, Bồ Tát có đủ các lực đó, nghe pháp màu sẽ không kinh sợ. Thì nam, tất cả ngôn ngữ đều được gọi là âm thanh, tánh của Bồ Đề cũng không thể thấy, không thể giảng nói, không thể nói. Thấy là nghĩa đệ nhất. Như Lai rõ biết tất cả là không thể giảng nói. Vì thương chúng sinh, Phật nói Bồ Đề không phải tâm, cũng không thể đếm bằng tâm, huống gì là văn tự. Thì nam, vì thương chúng sinh, Như Lai hiểu pháp sâu xa, biết pháp đó không hay biết, không tâm, số của tâm, không tướng, không chữ, không thể giảng nói, vì chúng sinh nên giảng nói. Thì nam, ví như hư không, không phải là sắc pháp, không thể thấy, không thể so sánh, tạo tác. Thì nam, như có người khéo vẽ các hình tượng nam, nữ, xe, ngựa trong hư không, người ấy có thể nghĩ bàn được không? Không, thưa Thế Tôn. Thì nên việc đó còn có thể tin được. Vì Như Lai biết không thể nói, mà lại giảng nói thật là khó tin. Tuy giảng pháp không thể giảng, nhưng thật biết tánh là không thể giảng nói.
Thì Nam, người nghe pháp này mà không kinh sợ, là người đã từng trồng cái lành nơi vô số Phật. Thì Nam, kinh điển đó không thể nghĩ bàn. Người nào có thể đọc tụng thọ trì biên chép giảng thuyết, thì sẽ thọ trì tất cả các đức Phật trong vô số cõi nước, dùng bảy báu nhiều như cõi nước để cúng dường chư Phật. Phước đức của Bồ Tát này nhiều không? Rất nhiều, thưa Thế Tôn, công đức đó khó ví dụ được. Thì Nam không bằng ủng hộ chánh pháp. Vì thương chúng sinh nên thọ trì đọc tụng biên chép giảng thuyết kinh này. Vì sao? Vì bố thí pháp là cách bố thí hơn cả. Bố thí vật chất là bố thí thế gian, bố thí pháp là bố thí xuất thế gian. Thì Nam, người hộ trì chánh pháp sẽ được bốn sự bảo vệ, được Phật bảo vệ, được chư thiên bảo vệ, có phước đức bảo vệ, có trí tuệ bảo vệ, bạn Phật bảo vệ, là có bốn việc. Thường được gần gũi Phật, quân ma không hại được, thành tựu vô tận đà la đi. Đạt địa không thoái chuyển. Chư thiên bảo vệ chúng sinh cũng có bốn việc. Nơi thuyết pháp thanh tịnh, khi thuyết pháp đại chúng thích nghe, không bị các nhân khác tổn hại. Kẻ không tin phát lòng tin, phước đức bảo vệ chúng sinh cũng có bốn. Trang nghiêm thân, thân bằng 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Trang nghiêm khẩu nghiệp, chúng sinh thích nghe pháp mình giảng. Trang nghiêm cõi Phật, trang nghiêm dòng tộc. Trí bảo vệ chúng sinh có bốn. Biết căn của chúng sinh, tùy thuận tiết giảng. Biết bệnh của chúng sinh, tùy thuận cho thuốc. Đạt thần thông đi lại các cõi Phật, thông đạt pháp giới. Thì nên ai muốn thành tựu công đức như vậy nên siêng năng hộ trì chánh pháp. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ, hộ trì chánh pháp thương mọi loài, thọ trì có này dạy cho chúng. Chỉ dạy một phần trong ngàn Phật, như giọt nước của biển cả. Biết ân đền ân, niệm chư Phật, người này tín hiểu tạng pháp Phật. Cúng dường vô số mười phương Phật, có thể hộ trì chánh pháp Phật, tùy trí vô lượng các báu vật, không bằng chuyên tâm đọc một kệ, pháp thí vi diệu hơn thật thí, vì thế người trí nên hộ pháp. Chư Phật trời rộng, thần mười phương, công đức trí tuệ luôn bảo vệ, trang nghiêm tu hành các tướng tốt, tất cả là nhờ hộ chánh pháp, thường gặp chư Phật thiện tri thức, nghe đạo chân thật pháp vô thượng, sớm đạt vô lượng đà la ni, tất cả là nhờ hộ chánh pháp. Giới thân khẩu ý đều thanh tịnh, đầy đủ thần thông đến các cõi, không thoái bồ đề, đủ sáu độ, tất cả là nhờ hộ chánh pháp. Số bụi cõi nước có thể đếm, công đức hộ pháp không thể lường, muốn đạt trí tuệ không thể giảng, kiên định tâm trí hộ chánh pháp. Lúc đó trong hội chúng có một Bồ Tát tên Công Đức Bảo Quang, rời chỗ ngồi, đến lại Phật, quỳ gối chắp tay thưa, bạch Thế Tôn. Trong kinh này, Phật nói, pháp Phật không thể giảng nói. Nếu không thể giảng nói, làm sao có thể bảo hộ? Phật nói, lành thay, hay thay. Hay thay thì Nam, đúng thế, đúng thế. Chánh pháp của Như Lai thật không thể giảng nói. Như Lai biết không thể nói pháp. Chánh pháp đó, tuy không thể nói, nhưng có văn tự. Nhờ văn tự nó có thể chỉ bày, giảng thuyết. Đọc tụng, thọ trì, biên chép, giải nói văn tự đó là bảo hộ chánh pháp. Thì Nam, còn có cách hộ pháp khác là thấy người thọ trì đọc tụng biên chép, giải nói, thì cung kính, cúng dường, gần gũi lễ bái, tôn trọng ngợi khen, xem như thầy, cung cấp y phục, thức ăn, giường, thuốc men, nhà cửa, đèn đuốc, khen ngợi khi nghe giảng, bảo vệ nhà cửa, dòng họ, người hầu, che giấu lỗi lầm, tán dương điều tốt. Thì Nam, người ủng hộ người trì pháp là bảo hộ Phật Pháp Tăng. Lại nữa thì Nam, người tu tập không, vô tướng, vô nguyện là hộ trì chánh pháp. Lại nữa thì Nam, không sống chung với người bị bán kinh đại phương đẳng. Lại nữa thì Nam, người tu tập tâm bi không vì lợi dưỡng, thương yêu chúng sinh, thuyết giảng chánh pháp là hộ trì pháp. Là nữa thì Nam không tiếc thân mạng, thọ trì đọc tụng biên chép, và nói kênh này là bảo hộ chánh pháp. Là nữa thì Nam, vì để nghe một câu, một chữ chánh pháp, mà người phải đi cả một do tuần, hoặc bảy bước, hoặc thời gian của một hơi tở, đó là bảo hộ chánh pháp.
Thì Nam, do lục A Tăng Kỳ kiếp trong thời quá khứ có Đức Phật hiệu Đại Trí Thanh Tịnh, Thanh Lực, là đấng Như Lai ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh tốt thiền thể thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trụng vô thế nhân sư Phật Thế Tôn, nước tên Tịnh Quang, kiếp tên Cao Hiển. Đất đai ở đó toàn là báu lưu ly xanh, các chúng Bồ Tát đều thành tựu chư số A Lực, đầy đủ thần tông, trí huệ không ngại, các Bồ Tát đều thọ thân trời, chuyên tâm nghe Pháp. Ở đó không có các sự khác biệt giữa xuất gia và tại gia. Lúc ấy vì bảo hộ chánh Pháp, Đức Thế Tôn thuyết Pháp cho đại chúng. Trong chúng có một Bồ Tát tên Pháp Tuệ, Bồ Tát thưa Phật, Thế Tôn có Pháp gì để ủng hộ? Phật nói, thì Nam, sáu nhập là tham cầu cảnh giới, nếu ngăn chặn được sẽ là hộ Pháp. Thì Nam, nhãn thức tham sắc là phi Pháp, nếu đoạn trừ được gọi là hộ Pháp. Ý thức đối với Pháp cũng thế. Thì Nam, nếu thấy mắt không, không quan sát, không chấp thức là Pháp, ta biết về Pháp như thế là hộ Pháp. Thấy ý không, không quán Pháp, không chấp thức là Pháp, ta biết về Pháp như thế là hộ Pháp. Thì Nam, nếu Pháp có thể sinh Pháp, không tìm cầu, không chấp lấy Pháp, tâm không tham vướng được gọi là hộ Pháp. Có kẻ thấy Pháp sinh khởi tà kiến, ở dưới tà kiến ấy không tìm cầu, tham chấp, tâm không chướng mắt gọi là hộ Pháp. Chúng sanh gì cho mình, không thanh tịnh tâm, không tìm cầu, tham chấp trong cấu nhiễm, được gọi là hộ Pháp. Chúng sanh tìm hiểu được một Pháp, tham chấp không ban cho người, đó là phi Pháp, phi tỳ ni. Nếu ban cho là chánh Pháp, là tỳ ni. Không chấp giữ, không tìm cầu, không nêu bày là chánh Pháp, là tỳ ni. Tìm cầu, chấp lấy là trái đạo, không ban cho là trái Pháp, trái tỳ ni. Bố thí là chánh Pháp, là tỳ ni. Không lấy, không cầu, không nêu bày, tức là không, không xuất, không sinh, không diệt. Đã không xuất sinh diệt thì có gì để nêu bày? Không thể nêu bày là Pháp, tỳ ni. Vì sao? Vì chưa có phiền não làm nhân duyên chướng ngại, nên không cùng tận. Không cùng tận là không xuất, không xuất là Pháp, tỳ ni. Không cầu tìm, không chấp giữ, đó là bảo hộ chánh Pháp. Thì Nam, lúc Đức Thế Tôn giảng Pháp này, có 32.000 Bồ Tát đạt vô sinh Pháp nhẫn. Qua tác hại tuệ thưa Phật, Thế Tôn, theo sự hiểu biết về Pháp Phật của con, tất cả Pháp phi Pháp đều gọi là Pháp. Vì sao? Vì nếu phân biệt Pháp phi Pháp thì không là bảo hộ chánh Pháp. Nếu thấy có tướng Pháp là phi Pháp. Thế Tôn thông tỏ tất cả Pháp là không Pháp, được gọi là nghĩa chân thật đệ nhất. Thế Tôn, nếu không Pháp, không vi Pháp thì không thể đếm. Nếu không thể đếm là thật tánh. Thật tánh là không. Tánh hư không, không có biên giới. Tánh Pháp cũng thế. Tánh Pháp, tánh thật, không sai khác. Vì sao? Vì không biên giới. Bồ Tát thấy như thế được gọi là thật thấy. Thế Tôn, còn không có một Pháp nào, vì không thấy được nên không thể mất. Thế Tôn, con thấy như vậy sẽ không hủy bán Pháp Như Lai, đó là thật thấy. Thì Nam, thấy như thế sẽ không hủy bán Như Lai, là thật thấy. Lúc thuyết giảng Pháp này, Bồ Tát Pháp Tuệ và một vạn trời người đạt Pháp nhẫn vô sinh. Thì Nam, ông biết không, Bồ Tát Pháp Tuệ lúc đó nào phản người khác, chính là ta đây. Vì thế chánh Pháp mà ta cầu học trong vô lượng kiếp này đều phó chúc cho ông. Lúc đó sáu vạn ức Bồ Tát đồng thanh thưa Phật, Thế Tôn, chúng con sẽ cùng ủng hộ chánh Pháp, thọ trì giảng nói rộng khắp. Đức Phật nói, thì Nam, chư vị hôm nay làm thế nào để an trụ như Pháp, hộ trì chánh Pháp? Bồ Tát Sơn Vương thưa, Thế Tôn, kẻ tham tiếc thân mạng không thể hộ trì chánh Pháp. Con không tham tiếc thân mạng an trụ đúng Pháp, nên có thể hộ trì chánh Pháp. Bồ Tát Công Đức Sơn Vương thưa, Thế Tôn, kẻ tham lợi không thể hộ trì chánh Pháp, còn không tham lợi là hộ trì chánh Pháp. Bồ Tát Bảo Tràng thưa, Thế Tôn, người phân biệt hai tướng Pháp phi Pháp không thể hộ trì chánh Pháp, còn không phân biệt hai tướng là hộ trì chánh Pháp. Bồ Tát Phước Đức Tạng thưa,
Thế Tôn, người nhiều phiền não thì không thể hộ trì chánh pháp, còn có trí lực đoạn trừ tất cả là hộ trì chánh pháp. Bồ Tát trì cự thưa Thế Tôn, người không trừ vô minh thì không thể hộ trì chánh pháp, còn nay diệt trừ tối tâm nên có thể hộ trì chánh pháp. Bồ Tát Điện Quang thưa Thế Tôn, người chạy theo bên ngoài là không hộ trì được chánh pháp, còn kiên định ý mình là hộ trì chánh pháp. Bồ Tát Biến Tạng thưa, không điều phục các căn thì không thể hộ trì chánh pháp, còn nay đã điều phục nên có thể hộ trì chánh pháp. Bồ Tát Tịnh Quang thưa Thế Tôn, thấy tướng của các pháp là không hộ trì chánh pháp, còn không thấy tướng của các pháp là hộ trì chánh pháp. Bồ Tát Tăng Hành thưa, người tâm cuồng loạn thì không thể hộ trì chánh pháp, còn tu tám muội là hộ trì chánh pháp. Bồ Tát Thương Chủ thưa Thế Tôn, không biết đạo nên không hộ trì chánh pháp, còn biết đạo là hộ trì chánh pháp. Bồ Tát Thị Niệm thưa Thế Tôn, nghi ngờ thì không thể hộ trì chánh pháp, con đã trừ nghi nên hộ trì chánh pháp. Bồ Tát Thiện Kiến thưa Thế Tôn, không an trụ đúng pháp là không hộ trì chánh pháp, con này an trụ đúng pháp nên có thể hộ trì chánh pháp. Bồ Tát Tuệ Quang thưa Thế Tôn, kẻ ngu si không hộ trì chánh pháp, con tu trí nên hộ trì chánh pháp. Bồ Tát Bình Đẳng thưa Thế Tôn, chấp tướng quán thân là không hộ pháp, con tu pháp bình đẳng là hộ trì chánh pháp. Bồ Tát Pháp Hạnh thưa Thế Tôn, không biết căn tánh cảnh giới của chúng sinh thì không thể hộ pháp, con đã biết rõ nên hộ trì chánh pháp. Bồ Tát Thần Thông Vương thưa Thế Tôn, thấy ngã sở hữu ngã là không hộ pháp, con không thấy như vậy là hộ trì chánh pháp. Bồ Tát Sư Tử Hống thưa Thế Tôn, không biết tánh Phật thì không thể hộ trì chánh pháp, con đã biết nên có thể hộ trì chánh pháp. Bồ Tát Di Lặc thưa Thế Tôn, xa cách Bồ Đề thì không thể hộ pháp, con gần gũi Bồ Đề nên có thể hộ trì chánh pháp. Bồ Tát Công Đức Tụ thưa Thế Tôn, không có vô lượng công đức tụ thì không thể hộ trì chánh pháp, con đã có đủ nên hộ trì chánh pháp. Bồ Tát Giáng Thù Xá Lợi thưa Thế Tôn, tất cả những lời ấy đều là lời sai. Vì sao Như Lai an tọa nơi cội Bồ Đề không đạt một pháp, có sao các ông lại nói là hộ pháp? Thế Tôn, đối với pháp con không lấy bỏ, vì chúng sinh nên tu tập tâm bi, không hộ không bỏ. Khi Đức Phật khen Bồ Tát Giáng Thù Xá Lợi, hay thay Thiện Nam, xưa Như Lai an tọa nơi cội Bồ Đề ta không có pháp để đạt, vì không có chỗ đạt nên ra khỏi. Văn Thù Xá Lợi thưa Thế Tôn, Như Lai thực sự an tọa nơi cội Bồ Đề sao? Có sao lại bảo là ra khỏi? Thế Tôn, nếu Như Lai an tọa cội Bồ Đề thì Như Lai thấy có hai tướng, Như Lai, Bồ Đề. Như Lai đã không chấp hai tướng. Phật nói Thì Nam, Bồ Đề, chúng sinh, tánh của tất cả pháp không sai khác, chỉ là một vị, một tánh. Như Lai an tọa nơi cội Bồ Đề đã rõ thấy pháp đó, vì thế gọi là tánh, gọi là thành tựu Bồ Đề. Ngoài Bồ Đề không còn thấy có một pháp nào. Tất cả pháp đều bình đẳng. Sự bình đẳng đó không thể đếm, nên là không ngại. Vì thế Như Lai được gọi là nhất thiết vô ngại. Thì Nam, hiểu Như Lai như thế là đạt giải thoát của Như Lai. Đạt giải thoát là thấy biết chân thật. Lúc thuyết giảng pháp này, tất cả bạn hữu của Bồ Tát Pháp Tuệ đều vui mừng thưa. Ngày nay chúng con đạt lợi ích lớn, chúng con được thấy Đức Thích Ca Mâu Ni, Bồ Tát Giáng Thù Xá Lợi. Thế Tôn, kinh này được lưu truyền đến đâu, nơi đó sẽ có nhiều lợi ích. Người cúng dường, thọ trì độc tụng, biên chép kinh này cũng đạt nhiều phước đức. Khi ấy Đức Phật bảo các Bồ Tát, các ông biết đạt lợi ích gì? Các Bồ Tát thưa, Thế Tôn, chúng con sẽ hỏi Bồ Tát Giáng Thù Xá Lợi về ý này. Các Bồ Tát hỏi Văn Thù Xá Lợi, thế nào là lợi ích? Giáng Thù Xá Lợi nói, có 10 lợi ích. Gặp Phật ra đời, phát khởi lòng tin, nghe học chánh pháp, trừ tâm nghi, đạt mạng sống thanh tịnh,
không thuyết pháp vì lợi dưỡng. Chúng nghe pháp đều phát tâm bồ đề, kiên định không thoái chuyển, an trụ đúng pháp, đạt nhẫn vô sinh. Thì nam, đó là 10 lợi ích không thể nghĩ bàn. Lúc nam giảng pháp này, có 3 dạng 6.000 chúng sinh phát tâm bồ đề vô thượng, tăng thiên đại thiên, cả nước đều chấn động 6 cách phóng ra ánh sáng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Quyển 9